các mẫu xe của Ford sẽ đồng loạt tăng giá bán từ đầu tháng sau, đại lý thông báo mức tăng cao nhất có thể lên đến 40 triệu đồng. Theo một số thông tin từ đại lý, các mẫu xe của Ford tăng giá lần này bao gồm Ford Everest, Ford Territory, Ford Explorer và Transit. Trong vài ngày trở lại đây, nhiều nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý đã đồng loạt thông báo việc xe Ford chuẩn bị tăng giá kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 tới đây. Đến nay, một đại diện của Ford Việt Nam đã xác nhận thông tin này với chúng tôi. Theo đại diện của Ford Việt Nam, nguyên nhân điều chỉnh giá xe là do chi phí vận tải và giá vật liệu đầu vào đều tăng cao. Tuy nhiên, đại diện của Ford Việt Nam chưa tiết lộ mẫu xe nào sẽ tăng giá và mức tăng là bao nhiêu. Trong khi đó, theo các nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, những mẫu xe Ford sẽ tăng giá từ đầu tháng sau bao gồm Ford Everest, Ford Territory, Ford Explorer và Transit. Riêng mẫu xe bán tải Ford Ranger không nằm trong danh sách tăng giá lần này. Theo bảng giá do nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý đưa ra, dòng xe Ford Everest sẽ tăng giá ở các bản sport, Titanium 4X2 và Titanium 4X4. Mức tăng của mẫu SUV cỡ chung này là từ 12 đến 16 triệu đồng, tùy phiên bản và màu sắc. Trong khi đó, Ford Territory sẽ tăng giá ở hai bản cao cấp là Titanium và Titanium X, mức tăng tương ứng của hai phiên bản là 10 triệu và 19 triệu đồng. Mẫu xe tăng giá mạnh nhất là Ford Explorer nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ mẫu SUV cỡ lớn này sẽ tăng giá đến 40 triệu đồng, từ 2,399 tỷ đồng lên 2,439 tỷ đồng. Cuối cùng là mẫu xe khách 16 chỗ Ford Transit với mức tăng khiêm tốn, nhất, chỉ 4 triệu đồng. Giá bán sau điều chỉnh của xe là 849 triệu đồng. Như vậy, Ford là thương hiệu ô tô tiếp theo tăng giá xe, tại Việt Nam tính từ đầu năm 2023 đến nay. Trước Ford, đã có một số thương hiệu khác tăng giá xe như Mercedes-Benz, Toyota, post Volkswagen và MG. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.